Hello everybody, welcome to my Hot of Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn, quay trở lại kênh Hot of Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tựa game hôm nay. Hãy bắt đầu cùng mình với tựa game đầu tiên trong video ngày hôm nay nào bạn. Scary Teacher 3D. Let's play. And let's chapter 8, Game for Life. Let's play. New Year's bloopers. I'm going to become a pro gamer. Absolutely not. Lock that virus-ridden PC immediately. There's a competition going on. Well, of course, I'm going to win. That's it. No, I don't know. Okay, let's change it. USB is going to come later, but no. USB there. Stay out of my house, you little brat. The password they got. Ta cho cắm chiếc USB đây nào. Đấy ra đã bạn. Ta cho sẽ chạy được ngay tiếp bạn nhé. Mình chờ đợi xem thử quả ra nào. So where's the first? Các bạn cập nhật mới nhất để mà giờ cùng khám phá nào bạn. Thank you.
at each other and be watching. Chẳng nhờ một chú ý chúng ta này là chữ gì vậy? Bắt đầu chữ C vậy. Colors. Thank you.
Thank you.
ba con lỗ các bạn, bây giờ đến con lỗ thứ tư. Để những con số trong hôm nay các bạn 4, 6 and 7. Chắc sẽ bật mã để cho điều hướng đưa ra cho này các bạn. Bốn con gỗ về camping để lắp vào chiếc hộp lớn chiếc hộp cuối cùng để giải cứu bạn chúng ta bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiếm cho chiếc hộp gỗ này để cho có thể lấy chiếc chìa khóa bên trong mọi người. Scary Granny Boat. Nothing here. Play hide and seek. Đã tự động được bật ra xuống đây rồi. Careful. Do you want to play hide and seek? Thank you.
sao thế nhỉ? Ok. Mình sẽ tắt cái game khá lỗi bạn, mình sẽ tạo thử một phần chuyển sang tiếp theo nhé. Mighty Macross. Chọn được một Batman thì mình này. Không chắc chắn là có món đồ gì trong inventory nào bạn. Cũng tin là tất cả những lời cảnh cáo dấu hiệu đều có thể được thực hiện cho tất cả các bạn.
because now Josh died. Ok, và cách chơi của game này như thế này các bạn. Thì và tất cả dấu hiệu này để có thể thử thách ở đây chúng ta sẽ làm bèn các bạn bao nhiêu cũng được không. Và thời lượng của nó hết đây, quay tới đường cuối cùng với các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.